Giờ đây ngài đã chứng được trí tuệ, trải qua một bước chuyển biến lớn lao. Còn con vẫn đang bị sự ngạo mạn của pháp tu khổ hạnh che mờ mắt. Ở cửa ải sau cùng này, rất nhiều người đành phải bỏ cuộc, lại bị lầm lạc trong nẻo tà mê. Muốn đột phá nấc thang cuối cùng này, cần phải dứt sạch tâm ngạo mạn. Khó khăn lắm. Rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Giống như trong lúc chúng ta đang ngủ say vậy, đột nhiên chúng ta mở to đôi mắt và phát hiện ra mình đã tỉnh giấc. Và bây giờ ngài muốn dùng trí tuệ thức tỉnh trần thế. Mà con người cần hiểu rõ những chân lý đơn giản, không dối trá, không ngạo mạn, không cần tế lửa, không cần phải khổ hạnh, không cần cung phụng, không cần hiến tế. Như vậy người thường có hiểu được chăng? Love.